Koski là nó đi từ đây thôi. Quên cái bên phương nãy đi, cái nãy là thầy ghi bậy đó, bỏ đi nha, xin lỗi các em. Rồi theo đề thì cái này nó bằng bằng 5, vậy ta thay vô 5 bình phương sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3 bình cộng 4 bình là 25. Rồi cái ngoặc vuông kia thì thầy biến thành x trừ 1 cộng cho y chữ trừ 1 rồi đó. Biến đổi tiếp tục, 25 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 25, thừa số cho x cộng y trừ 2, chia hai vế cho 25 và giữ nguyên chiều bất định thức, ta có 1 nhỏ hơn bằng x cộng y trừ 2. Chuyển vế đổi dấu, trừ 2 qua là thành 3 nhỏ hơn bằng x cộng y. Thì tóm lại là x cộng y lớn hơn bằng 3. X cộng y lớn hơn bằng 3 tức là giá trị nhỏ nhất nó sẽ bằng 3. Ngẫm nghĩ sẽ hiểu. Cái bài này thì cứ bấm máy thôi kìa, lấy máy tính bấm này. Nếu các em bấm đúng nó sẽ ra 10. Bài tiếp theo, bài này thì ta biến đổi thôi. Biến đổi rút gọn bình thường thôi. Ở trên tử nó sẽ ra gì? Nếu các em để ý thì trên tử nó sẽ bằng là căn A trừ căn B tất cả bình phương. Ở dưới là căn A trừ căn B. Chia thì mình ghi nhân cho nghịch đảo. Ở trên tử sẽ là căn A cộng cho căn B. Ở dưới mẫu là B trừ A. B trừ A ha. Rồi rút gọn tử mẫu của cái phân thức thứ nhất nó sẽ ra là căn A trừ cho căn B, đúng không? Phân thức thứ hai mình sẽ để nguyên tử, và rút gọn với mẫu là nó sẽ ra 1 phần căn A trừ cho căn B, và có một cái đổi dấu, các em nhé. B trừ A là thay đổi lại là thành A trừ B, và có dấu trừ đằng trước đây nè, A trừ B xuất hiện dấu trừ, và A trừ B thì thầy dùng hàm mang thức phá ra tiếp, nó sẽ thành căn A trừ căn B thừa số cho căn A hàm mang thức số 3 đó cộng cho căn B. Rồi rút gọn cái này với cái này, đã dấu trừ trên tử là cuối cùng nó bằng âm âm 1 ha. Kết quả là bằng âm 1. Con mèo. Bài này thì quá sức kem. Bài này thì học sinh học lớp 9 bình thường không thể nào giải được. Thì bài này có một cách là kem dùng kỹ thuật trong khóa học V91 á. Kem sẽ thử bốn giá trị này, thử vô đây coi số nào nghiệm đúng. Thì kem sẽ thấy là số 3 nó nghiệm đúng, mà số ở dưới nó cũng nghiệm đúng. Nhưng mà hai số này thì kem lấy số này nhỏ hơn nè. Người ta đòi nghiệm nhỏ nhất mà. Đòi nghiệm nhỏ nhất mà. Còn để giải cái này một cách tường minh, để giải cái phương trình này một cách đúng bài bản thì cái này em phải lên cấp 3. Cấp 3 các em học cách giải phương trình bậc 3 ha. Đưa về phương trình bậc 3 giải theo công thức Cardano, mà ở đây thì các em bó tay cấp 2 không thể nào. Các thầy ở bộ ra đề nhiều lúc cũng cũng không để ý ha. Quá sức học sinh. Nhưng mà cái đó dùng khóa học V91 của thầy thì giải quyết trọn vẹn các em nhé, không có gì là khó cả. Bài này thầy hướng dẫn đường đi nước bước như sau. Đường đi nước bước của bài này cũng vừa sức kem nhưng mà nó sẽ hơi tốn thời gian thôi. Thầy vẽ một tam giác vuông. Tam giác vuông à, có đường cao là AH, phải vẽ đại đi, cần gì chính xác lắm. Rồi lấy hình chiếu của cái
chân đường vuông góc lên hai cạnh. Như vậy chúng ta sẽ có tên tam giác là A nè, B nè, và C nè, D, E, F. Xin lỗi, đây là H. Chân đường vuông góc là HK. Rồi người ta bảo tính cái gì? Người ta bảo tính cái gì? Chúng ta sẽ có là AF nhân cho FC. AF nhân FC thực ra là HF bình phương theo hệ thức lượng trong cái tam giác vuông AHC đường cao HF. Rồi tiếp tục AE nhân cho EB. Nếu các em lanh trí các em sẽ thấy AE nhân EB. AE nè nhân cho EB chính là EH bình phương hệ thức lượng trong tam giác vuông ABH bên trái đó. Mà HF bình phương cộng HE bình phương chính là EF bình phương, đúng không? EF bình phương, mà EF bình phương là chính là AH bình phương. Hình chữ nhật hai hình chéo bằng nhau. Vậy các em tính AH xong rồi bình phương lên là ok. Hãy tính AH bình phương. Rồi, đó chính là đáp án. Tam giác này tam giác vuông. Có cạnh góc vuông là 5 và 12, vậy cạnh huyền sẽ là 13. Dùng hệ thức lượng các em sẽ tính được đường cao nè, 5 nhân 13, xin lỗi 5 nhân 12, tất cả chia cho 13 là 60 phần 13. Bình phương lên là bằng 3.600 phần 169. Đây chính là đáp án này. Đây chính là giá trị của biểu thức này. Đó là chính là AH bình phương luôn. À, cái gì đây? Rồi, các em vẽ cái hình ra nhanh. Các em vẽ cái hình ra nhanh. Cho tam giác ABC vuông ở A có AC bằng 3. Thầy xóa hết mấy cái thứ này. Có góc C bằng có góc B bằng 60 độ. Đây 60 độ này. Như vậy bán kính được cho ngoại tiếp đó, tức là BC chia đôi đó kìa. Tam giác vuông thì cạnh huyền chính là đường kính của đường tròn ngoại tiếp. Vậy mình tính BC rồi mình chia đôi thôi. Không? AC là bằng 3. AC bằng 3. Dùng tỷ số lượng giác thôi. 3 là bằng BC nhân cho sin sin 60. Vậy ta lấy 3 chia cho sin 60 là sẽ ra BC, rồi lại chia đôi nữa mới ra được bán kính căn 3 kìa. Kết quả là bằng căn 3. Đó, ngẫm nghĩ lời thầy giảng là sẽ hiểu. Bài này thì thầy gợi ý cách làm thôi, chứ nó dài lắm kìa. Bài này thầy sẽ lấy cái đề hồi nãy, cái hình hồi nãy á. Đó, đúng rồi. Cái hình hồi nãy thì mới giúp các em được. Rồi. Cái đề. Này, EH nhân cho EB. EH là sẽ bằng AH nhân cho BH chia cho AB. Còn EB, EB là sẽ bằng BH bình phương hay là HB bình phương chia cho AB. Như vậy cái này nó sẽ bằng là AH trên AB bình phương. AH trên AB bình phương rồi nhân cho HB mũ 3 kìa. B tất cả mũ 3. Mà HB thì các em lại thấy HB nó sẽ bằng gì các em biết không? HB là bằng AB bình chia cho BC. AB bình phương chia cho BC. Đó. Tới đây các em rút gọn chặt, nó sẽ ra là AH trên BC. AH trên BC mũ 3 nhân cho AB mũ 4. Đó. Tương tự là FH nhân cho FC, nó cũng sẽ bằng giống như vậy này. Nó cũng sẽ bằng AH trên BC mũ 3 nhân cho AC mũ 4 thôi.
rồi sau đó kem cộng lại, lấy căn ha, lấy căn cộng lại. AH thì biết rồi, AH thì bằng 9, còn AM bằng 16 thì BC sẽ bằng bằng 32 nhé. Tóm lại biểu thức A lớn nó sẽ bằng căn của cái đám này nè, cộng cho căn của cái đám này. Cái đám này nó có nhân tử chung, nó là gì? Căn của AH đó, rồi nhân cho AB mũ 2 cộng cho AC mũ 2 chứ. Đó, theo cái định hướng này các em đi nha. Rồi các em để ý tiếp, AH thì bằng 9 không? Còn BC thì bằng gấp đôi AM, cạnh hiên gấp đôi trung tuyến ứng cạnh hiên bằng 32 á. Rồi AB bình cộng AC bình chính là BC bình. Đó. Rồi các em tự tính đi ha. Và nếu thầy không làm đáp án nó sẽ là 36 căn 2 gì đó. Tự tính lại, thời gian không còn nữa. Rồi, tỷ số giữa bán kính đường tròn ngoại tiếp. Cuối giờ thầy sẽ giảng cái bài này. Tỷ số giữa bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp trên nhất vuông nó sẽ bằng căn 3 cộng 1. Cuối giờ thầy dạy ha. Cuối cái clip này, bây giờ hết giờ không đủ thời gian đâu. Tam giác vuông góc nhọn 30 độ. Nhớ nha, giảng hai bài, một bài min max ở cái vòng 2, một bài là nội ngoại ở vòng này. Thầy ghi vào nhá, thôi thầy lại quên. Một câu nữa. Cái này thì lại dễ. Sin trên cos là bằng tan. Không? Tan của 35. Tan 35 nhân cho tan của 55 thì cái này nó sẽ bằng tan 35 nhân cho cotan của 35. Các em để ý 55 35 là hai góc phụ nhau. Vậy tan 55 sẽ bằng cotan 35. Rồi tan 35 nhân cotan 35 sẽ bằng 1. Tương tự bên này cũng bằng 1. 1 cộng 1 thì bằng bằng 2. Rồi. Như vậy là ta đã hoàn thành xong bài thi này với số điểm là tối đa. Các em nhớ là đăng ký khóa học V92, V91 nếu chưa. Và sau khi bản A thi xong vào ngày mùng 6 tháng 3, thầy sẽ xuất bản khóa V93 luôn. Mà các em mà đậu tỉnh nữa thì thầy sẽ ra V94 nếu những đứa nào muốn thi quốc gia ha. V94 thì chắc ít ai học, bởi vì học sinh giỏi quốc gia mà cũng ít người đạt được ha. Thầy nộp bài. Bây giờ thầy sẽ giảng lại cái bài hồi nãy. Cái bài hồi nãy là cái đề nó như thế nào, các em thuộc chưa? Thầy vẽ là cái hình cho một tam giác vuông có góc 60 độ. Góc 60 độ. Tam giác vuông có góc nhọn là 30 độ, nếu thầy nhớ không lầm. Đây kem. Thì cho góc này 30 độ đi. Góc C 30 độ. Mà nếu góc C 30 độ thì góc B sẽ bằng 60. Chắc chắn rồi, đúng không? Rồi giờ ta vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông thì tâm của nó là trung điểm cạnh huyền này, biết rồi đúng không? Đây đường tròn ngoại này đúng không? Rồi giờ thầy vẽ đường tròn nội. Đường tròn nội sẽ là giao điểm của ba đường phân giác. À, tâm của đường tròn nội là giao điểm ba đường phân giác. Bây giờ thầy vẽ đường phân giác thứ nhất, thầy vẽ đường phân giác thứ hai là sẽ ra được cái tâm thôi. Rồi vẽ đường tròn. Vẽ chưa đúng góc 60 độ nó không có ra. Thôi vẽ tượng trưng thôi.
Rồi, tạm ổn. Rồi, với vị trí này tạm chấp nhận được đúng không? Kẻ bán kính thứ nhất vuông góc với cạnh BC, bán kính thứ hai vuông góc với cạnh AB, bán kính thứ ba vuông góc với lại A, AC. Đường trục nội mà. Rồi, như vậy các em có ba cái góc vuông ha, ba góc vuông này. Vậy thầy bỏ này đi, bỏ cái đường phân giác này đi, để cho nó đỡ rối. Góc này 30. Bên này chia ra thành hai góc 30. Bỏ này được rồi. Gọi bán kính của đường tròn nội là x. Thì đây là x. Đây cũng sẽ là x và đây cũng sẽ là x. Các em thừa biết rồi. Bây giờ cái tứ giác đó, cái tứ giác AGIH là hình chữ nhật, bởi vì có ba góc vuông, góc H vuông, G vuông, A vuông, rồi thêm hai cạnh kề bằng nhau nữa nó sẽ thành hình vuông các em nhé. Như vậy là cái đoạn AH là nó bằng x luôn, AH bằng x luôn. Ngẫm nghĩ đi nha. Rồi bây giờ các em xét cái tam giác vuông IHB cho thầy, thầy tô màu cho các em dễ thấy nè. Xét cái tam giác vuông IHB thì cạnh góc vuông IH là bằng x rồi. Như vậy mình sẽ tính được cạnh góc vuông HB. Cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh góc vuông kia nhân cho cotang của góc kề. Cotang của góc HBI đó. Như vậy là nó bằng x nhân cho cotang của góc 30. Mà cotang 30 sẽ bằng tan của 60. Tan 60 là bằng căn 3 các em nhé. Ở chỗ này bằng x căn 3. HB sẽ bằng x căn 3. Rồi. HB bằng x căn 3 thì các bạn suy ra AB sẽ bằng gì? AB sẽ bằng AH cộng cho HB. Tức là bằng x cộng cho x căn 3. Rút x ra ngoài là nguyên tử chung ở trong vòng 1 cộng cho căn 3. Ta vừa tính xong AB để làm gì vậy? Tính AB xong để tính BC nè các em. Trong tam giác vuông lớn, AB là cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh hiện BC nhân cho sin của góc đối, cạnh hiện sin đối, sin C đó. Từ đây suy ra là BC sẽ bằng AB chia cho sin của C. Mà AB thì các em trên này có rồi nè. AB lấy trên này ráp xuống. Đúng không? X nhân 1 cộng căn 3. Sin C là sin 30. Mà sin 30 thì các em biết rồi. Thì nó bằng 1 phần 2. Đúng không? 1 phần 2. Như vậy nó sẽ bằng 2 lần x 1 cộng căn 3. Tóm lại AB là bằng 2x. À xin lỗi, BC là bằng 2x nhân cho 1 cộng căn 3. Mà BC là đường kính của cái đường tròn ngoại tiếp này nè. Như vậy suy ra bán kính đường tròn ngoại ký hiệu là R đó sẽ bằng BC chia đôi. Tức là bằng cái này chia đôi đi. Mà cái đó chia đôi thì các em biết rồi, rút số 2 thôi là bằng x nhân cho 1 cộng cho căn 3. Đó. Bán kính đường tròn ngoại R là bán kính đường tròn ngoại là bằng cái này. Còn bán kính đường tròn nội là đường tròn nhỏ đó, thì bằng x nè. Đó. Đó, như vậy ta có là tỷ số. Tỷ số bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp nó sẽ là gì? Thầy viết lâu một xíu nha, thông cảm. Nó sẽ là cái tỷ số sau đây. Bán kính đường tròn ngoại là lôi cái này xuống. Còn bán kính đường tròn nội là x nè. Bỏ đây.
Rồi rút gọn x với x là còn 1 cộng cho căn 3 xong. Xong bài toán ha. Còn một bài toán nữa. Còn một bài toán nữa. Là hồi nãy thầy nói còn một bài toán nữa thầy nợ đúng không? Đó là cái bài tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức b bằng căn x cộng 2 trên x cộng 32. Đó, thầy nhớ chính xác là như vậy. Ở đây x là số không âm các em nhé. X là số không âm. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài này. Hồi nãy đáp án là 1/8 mà các em không hiểu tại sao 1/8 đúng không? Bây giờ cũng đơn giản thôi, V nó sẽ bằng căn nhân cả tử và mẫu cho 8. Vậy nó sẽ là 8 căn x cộng 2 tất cả trên trên 8x cộng 32. Rồi giờ nó sẽ bằng tiếp. Ở trên tử là thầy ghi x cộng 32 để rút gọn với nó là ra 1/8. Rồi thầy vừa thêm x. Thầy vừa thêm x. À xin lỗi, bài này là tìm giá trị lớn nhất kìa. Lớn nhất. Giá trị lớn nhất nghe, chứ không phải là giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất, xin lỗi kìa. Max á. Max. Lộn qua min là chết. Rồi cái mẫu thì để nguyên lại. Như cái tử thì cân bằng trở lại nè. X thì phải trừ x để bằng như cũ. Rồi cộng cho 8 căn x. Rồi trừ 16. Các em thấy nó vẫn bằng như cũ à. Đây nè. X cộng 32 nha. X trừ x là hết. 8 căn x thì vẫn là 8 nhân căn x nè. Còn 32 trừ 16 thì vẫn bằng 16 thôi. Rồi giờ mình tách ra. Nó sẽ bằng x cộng 32 trên 8x cộng 32. Rồi thêm một phương thức nữa. Đây, thêm cái này. Vậy nó sẽ bằng là xin lỗi, đây thiếu số 8. Đây thiếu số 8 à. Phương thức thứ nhất rút gọn ra 1/8. Phương thức thứ hai nó sẽ bằng trừ của căn x cộng cho 4 tất cả bình phương trên 8 nhân x cộng 32. Giờ cái này thì nhỏ hơn bằng 1/8 gì nữa. Đây là cái mẫu này là dương rồi. Không âm cộng với 32, x không âm cộng 32 là dương rồi. Còn cái tử này á là cái ngoặc đơn này nè. À xin lỗi, đây dấu trừ mới đúng kìa. Dấu trừ mới đúng. Ờ à, chính xác rồi đó. Rút dấu trừ ra ở bên trong phải đổi. Cái bình phương này lớn bằng 0 thì cái trừ của bình phương này nhỏ hơn bằng 0. Nó coi lại khoa học V91. Như vậy tóm lại là gì? Max của P nó sẽ bằng 1/8 đạt được khi căn x trừ 4 bằng 0. Tức là gì? Tức là x sẽ bằng, tức là x sẽ bằng 16 đó. X sẽ bằng 16. Vậy thôi. Thôi tạm biệt các em nha. Nhưng mà ở cái bài này làm sao đoán được số 1/8 không? Làm sao mà biết là nhân cả tử và mẫu cho 8? Thì cái kỹ thuật này chắc là thầy sẽ gửi tới các em trong một cái bài giảng ở cái khóa học tiếp theo ha. Có thể là V93 hoặc V94. V93 thì thiên về hình, nhưng mà nếu cần thầy có thể đưa cái chuyên đề này vô để cho các em đoán nhanh min và max của một cái biểu thức có chứa ẩn ở mẫu. Vậy thôi. Rồi chào tạm biệt các em. Các em nhớ đăng ký các khóa học, phải đăng ký đúng cái trang web của thầy nha. Hiện nay nó có cái trang web, nhiều trang web nó giả mạo cái trang web của thầy. Thì các em vô đó các em bị mất tiền đáng chịu ha. Tránh bị lừa.
tránh bị lừa. Thầy chỉ có đúng một trang web này thôi và hai cái kênh trên này đó, các em đừng có bị lừa nha. Và email của thầy chỉ có đúng một email là buinnguyenluan@gmail.com. Đừng có liên lạc với thầy bằng bất cứ cái mail nào khác cái mail này. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở nick số 2, số 3.